Lê Duẩn đấy. Thì thật sự ra đó, cái hồi đó đó mà ông Hồ Chí Minh mà đưa Lê Duẩn lên làm tổng bí thư đó, đó là một cái tát trời đánh vào trong mặt Trung Quốc. Đúng, đúng. Tại vì lúc đó Trung Quốc đinh ninh rằng là Bác Hồ sẽ chọn một người chứ chọn chọn người khác. Tôi sẽ phân tích ở trong một cái bài viết sắp sửa tới đây đó. Thì chọn ông Lê Duẩn, Bác Hồ có nói không, chẳng thà đó mình thân với kẻ thù ở xa còn hơn là thân với lại cái người thân mà Là lớn ở quá lớn ở cho bên cạnh. cái ở qua ra mà là kẻ thù ở lại quá gần. Chọn một người, chọn ông Lê Duẩn. Khi mà chọn ông gì ở Hải Phòng đầu tiên là ông thành ủy đầu tiên của Hải Phòng, sau khi mà tiếp thu Hải Phòng ông bắt gì nhỉ cái, thì cũng vậy, ông đó sau này làm tổng bí thư đấy, cái quánh tay mai bản Tôi sáng mày bạn. tư sản mai bản, tại vì không ngờ rằng á Đỗ Mười là chủ tịch ủy ban quân quản đầu tiên tiếp thu ở Hải Hải Phòng, nhận từ bên Pháp, trong rồi nhận ở Hải Phòng đầu tiên. Sau này ông lên Đỗ Mười quánh tư bản mại sản, mà trong khi Trung Quốc nghe là bàng hoàng luôn, đâu có nghĩ được cái chuyện mà ông dám đánh đâu. Đỗ Mười đánh cho tôi sáng mày bán trong miền Nam. Đấy đấy, đánh tan tành Quá đẹp. Quá, không ngờ đấy, Trung Quốc trở tay không kịp luôn, tại vì không nghĩ rằng Đỗ Mười làm chẽ làm Tôi nghĩ cái đường lối là cũng để sẵn rồi. Ông kia ông lên cũng chỉ thi hành thôi. Mà thành ra mình phải chú ý cái điểm là người cộng sản đó, tức là tập thể chỉ huy, cá Và nhân cá nhân phụ phụ trách, trách. Dạ vâng, và đúng rồi, đấy. cá nhân phụ trách, thành Đúng. ra là từng giai đoạn thì giao cho người này Và đúng. lên nắm quyền. Đấy. Và À, thiểu số đấy. phải phục tùng đa số. À. Vâng. Đấy, nhưng mà cái Trong trong cái chuyện tiểu số phục tùng đa số thì nó là cái nguyên tắc nó là chung cái luật chung rồi. à, luật chung Vâng. đúng. À. Thế nhưng mà cái vấn đề mà cái lúc mà hai cái chức vụ đó là ông Đỗ Mười và ông Lê Duẩn là bên Trung Quốc bàng hoàng lắm. Đó là lý do mà tại sao có chiến tranh Việt Trung. Mà đó là lý do theo tôi nghĩ rằng là tại sao mà bây giờ có quyển lịch sử Việt Nam đang đòi đòi lấy lại. Bởi vì lần đầu tiên trong cái cuốn sử Việt Nam chính thức in cái chuyện đánh Việt Trung vào trong sử, chưa bao giờ có hết. Tại mình từ xưa nay mình vẫn ở nhân nhượng, mình nhún nhường, mình nghĩa là lịch sự mình không dám để vào trong đó. Bây giờ thì mình để công khai luôn. là có nhưng mà cũng nói cho né né Có nói có nhưng mà ít ra có nói và có chương trình. nhưng mà chương trình bây giờ đảng đảng cộng sản với bộ chính trị ra vấn đề mà làm sạch tham nhũng, làm nhũng rất Đấy. tốt, Đấy. đó là một cái ảnh hưởng Củ rất tươi mạnh. bây giờ còn đốt nữa mà không có gì mà Cái củ ảnh hưởng cố. này nó lấy lại cái lòng dân đó, Đấy. thì cái tương lai nó chuyển chuyển nó đẹp hơn. Thế rồi bây giờ thì trả lời.